cái đồ bạc trong đó. Nguyễn Phú Trọng qua bên Roma triệu kiến giáo hoàng La Mã để khấu hóa một donation, một số tiền bạc để mà cho tỏ lòng là kính trọng hoặc là quan tâm đến để truyền giáo của hội thánh La Mã, đúng không? Và đồng thời tìm cách để mà so dịu, để mà liên hệ liên lạc mắt connection với Âu Châu vân vân để họ tìm cách bán phiếu hoặc là thay đổi, nhưng mà bán phiếu lại giữ lại những gì mà họ nghĩ rằng họ có thể giữ lại được. Kính thưa bà phụ huynh, thế nhưng chính bản thể mình giữ còn không được, mình giữ được gì ở quả quả địa cầu này? Chúng ta đến đây không có gì cả, trần truồng, và chúng ta ra đi cùng lắm mà chúng ta được một phụ đồ mặc vào, đúng không? Rồi vài miếng dán đóng trông vật thiêu, tại chắc chúng ta vật chất đây là những phương tiện chúng ta đến đây để học hỏi, để làm con người và để lên lớp thế giới cao hơn, có thể lên lớp thế giới thiên loại, có tầng, có giới, có khoa. Đó là linh hồn của chúng ta, tâm hồn của chúng ta, tâm linh của chúng ta thăng tiến, chứ bản thể vật chất sẽ mục nát, không giữ được gì đâu. Thế thì họ gặp những người mà họ đang tìm cách gặp gỡ để làm gì? Họ chọn lựa và họ tìm đến sai người rồi. Kính thưa bà thân mến, đứng mà họ cần phải gặp là phải suy gẫm để gặp, mà họ có thể gặp mọi nơi mọi lúc, đó là từ trong linh hồn, tâm hồn, con tim của họ, trí óc của họ, hết cả linh hồn, hết cả con tim và hết cả thần trí khôn ngoan của họ, họ hướng về Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, và cách tốt nhất để họ có thể liên lạc với Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là cầu nguyện cùng Thiên Chúa Giêsu giúp họ liên lạc cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, thì họ mới có thể nhận diện được thế sự tồn tại của càn khôn nói chung và nói riêng là ở quả địa cầu, và đồng thời ở tại đất nước của họ. Những người cầm quyền ở tại đất nước của chúng ta bị mua chuộc không nhiều thì ít, bởi bọn cộng sản siêu vi khuẩn ăn hại, bọn tào cầu, bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, tức là bọn tài phiệt quốc tế, bọn con buôn quốc tế đó, và cũng như chính họ với những túi tham không đáy của họ, hỏi ai đã bán đất, bán biển, bán dùng đất thì cho mướn để mà khai thác bô xích, vân vân và vân vân, và nhiều nhà cửa đất đai của đồng bào bị bóc lột, ai đã làm như đó? Có phải chính quyền đã cộng sản đã chủ chốt và đã bị mua chuộc bởi bọn tài phiệt quốc tế, và nhất là bởi bọn tào cộng, và đương nhiên bởi những túi tham không đáy của chính những người nắm chính quyền từ năm 75 đến bây giờ. Còn trước đó nữa thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị quỷ Sa Tăng bắt và kìm kẹp, và phải làm những gì mà bọn chúng yêu cầu. Ví dụ như là ký giấy nợ, mua súng, mua đạn, rồi gạt gẫm thanh niên thiếu nữ miền Bắc, rồi bắt thanh niên thiếu nữ miền Bắc ôm súng vào miền Nam để giết chóc người miền Nam, và rồi rốt cùng bọn tài phiệt quốc tế đã bán đứng đất nước Việt chúng ta cho bọn tài phiệt quốc tế cho đến ngày hôm nay. Kính thưa đồng bào thân mến, rõ ràng năm 54 chúng ta đã cắt đất nước chúng ta ra, đã
năm 75 và chúng nó bán trọn gói luôn. Và đến bây giờ thì chúng nó từ từ nó cắt từ từ nó bán. Và đến giờ phút này chúng nó sẵn sàng làm một lần nữa. Và chúng nó sẽ cắt đất nước chúng ta một lần nữa. Với danh nghĩa là miền Bắc là của người Cộng sản, miền Nam là của người Việt Nam Cộng hòa, vân vân và vân vân. Điều đó nếu cần để mà bóc lột chúng ta một lần nữa thì chúng nó sẵn sàng làm. Chính luận bác cũng nói sự khác biệt giữa Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm rất là khác biệt. Hồ Chí Minh đã hèn nhát và đương nhiên vì có quỷ rau xanh, đệ tử của quỷ rau xanh, không biết là nó bị biến thành quỷ rau xanh hồi lúc nào, tôi cũng không có thời giờ để thiền định để biết thêm. Tôi chỉ được cha trời cho biết Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành nó đã biến thành quỷ rau xanh khi mà cha trời thượng đế toàn năng cho tôi gặp linh hồn nó, hỗn hồn nó, ác hồn nó trong giấc ngủ thiền định, mà tôi đã cầu xin cha trời cho tôi gặp nó. Và khi tôi gặp nó thì tôi được biết ác hồn nó, linh hồn nó, ác hồn nó là quỷ rau xanh. Tôi sẽ nói nhiều phần còn nói sao. Cái vấn đề là Hồ Chí Minh khác với Ngô Đình Diệm là Hồ Chí Minh tuân phục tội ác quỷ rau xanh, tại vì hắn đã hãm hiếp và giết rất nhiều phụ nữ đàn bà. Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành hắn đã làm điều đó. Việc đó thì bây giờ ai cũng biết rồi. Và đồng thời hắn hèn nhát đối với bọn Cộng sản thế giới, tức là hắn tuân phục Đảng Cộng sản thế giới để gạt gẫm nhân dân đồng bào Việt Nam chúng ta, và nhất là gạt gẫm nhân dân miền Bắc và bắt thanh niên thiếu nữ nhân dân miền Bắc ôm xuống đạn, mà chính nó đã bị bắt ký giấy nợ rồi ôm xuống đạn đó, rồi bắt buộc thanh niên thiếu nữ miền Bắc, gạt gẫm thanh niên thiếu nữ miền Bắc vào trong Nam, giết chóc người Nam và rốt cuộc là tàn sát người miền Nam và kể như tàn sát cả nước. Điều đó bây giờ ai cũng biết rồi. Còn phần về Ngô Đình Diệm, tổng thống Ngô Đình Diệm đệ nhất Cộng hòa, ông ta đời sống ông ta chẳng khác nào là một vị thánh sống. Thánh sống, đồng bào nghe nói thánh sống khác biệt rõ lắm, tại vì ông này không có vâng lời vâng định, không có phục bọn tài phiệt quốc tế, tức là không có bằng lòng ôm súng đạn để mà nhận ký giấy súng đạn, hay là để cho tụi người bang nó dằn cảnh để mà nó đổ súng đạn thẳng dư từ đệ nhất và đệ nhị thế chiến vào miền Nam để mà giết chóc lẫn nhau. Đó là một trong những lý do chính là tại sao ngột tuy nhiên bọn đại phiệt quốc tế đã dùng đến bàn tay của bọn sư hữu mai, tức là không phải là những người tu hành tứ thiện mà là đệ tử của quỷ rau xanh và là đệ tử của quỷ sạc tăng, đó là bọn mặc áo và tu mượn danh Phật giáo rồi hợp với bọn tướng Moa với Toa ngu dốt hàng nhát biệt bọn, rồi đương nhiên cầm đầu và giật dây bởi bọn tại phiệt quốc tế rồi giết ông ta. Chuyện nó dễ hiểu quá, bây giờ lịch sử khui ra rõ ràng, tôi không cần phải trình bày qua thế giới siêu nhiên thiền định để cho đồng bào biết về mặt này, vì bây giờ lịch sử nó chứng minh hết rồi.
thì sự khác biệt của Hồ Chí Minh và ngôn nhiệm khác nhau. Hồ Chí Minh là cốt quỷ đậu xanh, và nó thành quỷ đậu xanh rồi, ác hồn của nó như thế. Tôi đã gặp nó rồi, trong lúc thiền định xin chắc trời tôi gặp nó, thì tôi đã được gặp nó và tôi đã va chạm với nó. Hôm nào có gì tôi sẽ kể cho vào chi tiết về phần đó. Còn phần tổng thống Ngô Diệm, ông ta là một vị thánh sống, không hơn không kém, thế thôi. Vâng, kính thưa bà Nguyễn Mến, đây là hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009, sau khi chúng tôi cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta cầu nguyện tại đường Moran thuộc thành phố Westminster, California 92683 USA. Sau 7 phút cầu nguyện, đây là khuôn mặt Chúa xuất hiện ra. Chúng tôi cầu nguyện sau 7 phút, và chúng tôi cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Việt của chúng ta. Sau 7 phút cầu nguyện, xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban ơn cứu rỗi và tha tội cho tất cả những người, vân vân và vân vân, nhiều lắm, trong vòng 7 phút đồng hồ cầu nguyện. Thường thường chúng ta cầu nguyện là xin rõ quý lời hay xin đủ thứ hết, xin luôn tuôn cho vậy. Nhưng mà ngày hôm đó thì chúng tôi lưu lĩ chỉ cầu xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban ơn cứu rỗi và tha tội cho tất cả những người, và đặc biệt ban cho dân tộc Việt chúng ta biết thương yêu đồng bào, tha thứ cho nhau, cũng như ban cho quê hương và đất nước chúng ta, đồng bào chúng ta sống được bình an và vui mừng sống trong hồng ân của Cha Trời để Phật Nam. Đó là những gì phần chính chúng ta đã cầu nguyện ngày 29 tháng 8 năm 2009 tại đường Moran. Kính thưa bà Phương Mắt, sau 7 phút cầu nguyện, chúng tôi mở mắt ra, ngẩng mặt lên trời để cảm tạ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Bưng một cái khuôn mặt Thiên Chúa xuống hiện ra. Đồng bào nhìn kỹ, đây là ánh mắt của Ngài, mũi của Ngài, môi miệng của Ngài đây. Và phía trên là một cái Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, hãy lo sám hối các
hình màu gốc. Chúng ta phải có hình màu gốc thì chúng ta mới làm hình đậm và lợn, đúng không? Và đây là hình màu gốc, tức là màu thường mới. Hình ảnh này còn nói lên một cảnh cáo và cảnh báo nữa là mặt trời sẽ nổ khi mà cơn tận diệt xảy ra. Lúc đó sức nóng của mặt trời sẽ tấn công vào quả địa cầu và sẽ có động đất tsunami vô cùng khủng khiếp. Nước biển sẽ dâng tới mây, và lúc đó chỉ có Thiên Chúa Giêsu mới có thể cứu được chúng ta mà thôi. Sẽ nhìn cho rõ. Và tôi sẽ cho đồng bào coi hình tôi làm màu đậm hơn. Tức là chúng ta phải có hình màu gốc thì chúng ta mới là có thể làm hình đậm hơn, đúng không? Và đây, màu đậm hơn để đồng bào coi chi tiết rõ ràng hơn, cho những ai mắt yếu thì có thể nhận xét rõ ràng hơn. Cái đồng bào quý mến. Và cái đồng bào, đây là hình tôi làm màu đậm hơn để cho đồng bào coi chi tiết rõ ràng hơn. Đồng bào thấy gì đấy? Tôi sẽ chia sẻ cho đồng bào coi một vài chi tiết vô cùng đặc biệt mà có thể nếu mà chúng ta lắng động tâm hồn, chúng ta có thể rơi nước mắt được, bởi vì đây là một hình ảnh vô cùng đặc biệt mà tất cả nhân loại cần phải review cái lối sống của mình lại. Thứ nhất là chúng ta thấy hình ảnh đây là bảo con, tôi để gần cho bảo con cho bảo. Bảo thấy hình ảnh gì không? Mắt của Thiên Chúa Giêsu này, trong đen đây nè, trong đen và trong trắng đây, nhìn thẳng chúng ta. Ngài biết quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi chúng ta sẽ đi về đâu. Họ đồng bào kỹ, nhìn kỹ, đây là cái mẫu gai mà nhân loại đã đổi trọn Ngài. Tức là tất cả những sự kiêu ngạo, hống hách, ba que, xỏ lá, hung dữ, ác độc, bon chen, chụp giật, bốc hốt, tham sân si, tham mê dục vọng vật chất, danh vọng ảo quyền, thế gian xảo, bề ngoài xe xua, bố láo bố liếu, tất cả những tội ác của nhân loại đã đổ lên đầu Ngài, là cái mũ gai hống hách, kiêu ngạo, bon chen bề ngoài, và chúng đã đánh Ngài chảy máu mắt. Đồng bào thấy máu chảy từ mắt ra này, đây là máu này, mắt ở đây chảy máu mắt. Mũi thì bị sưng, giặt mũi, sưng mũi. Đây là khuôn mặt nhìn ngang, chúng ta nhìn ngang đó nha. Còn đây là chỗ này nè, chỗ này đây nè, chỗ này nè, cái này nè, đây nè, đây kia, đây kia, đây nè. Nhìn ngang. Môi miệng Ngài thì tét môi, giặt môi. Còn đây là râu của Ngài. Trước khi chúng ta đóng đinh Ngài vào thập giá, mỗi lần chúng ta phạm tội là một lần nữa chúng ta đóng đinh Thiên Chúa Giêsu. Đồng bào có biết điều đó không?